Dạ em Minh Đức xin chào tất cả các bác nhé. Em là Minh Đức, giáo phó xây Cao Bằng của Sở Thầy Lương Công. Trong clip hôm nay em mang đến cho cả nhà mình tổng 4 con dao. 4 con dao này thì đều là dao rèn từ nhíp xe ô tô cả nhà nhé. Con dao đầu tiên là cây dao Curie, nhà em rèn từ nhíp xe mài trắng. Con thứ hai thì là bản đen. Con thứ ba và con dao thứ tư là rèn từ nhíp nhưng mà nhà em đánh trồng dính ạ. 4 con dao hôm nay em lên thì em sẽ để đồng giá là 300.000 đồng một con. Ở con dao Curie thì hôm nay em sẽ sale của nhà nhá, sale còn 300.000 đồng một con ạ. Sau đây em sẽ giới thiệu để cho cả nhà mình về kích thước để cho cả nhà mình tham khảo. Cả nhà mình ai ưng ý nhanh tay thì sẽ được cái con hàng đầu tiên, con hàng sale giá cực rẻ cả nhà nhá. Đây, đầu tiên là cái dao Curie. Cái này nhà em rèn tới nhíp xe ô tô nhưng mà mài trắng cả nhà nhá. Lưới dài vào 30, bản rộng vào khoảng 5 đến 5,3, sống dao dày 5,5 ly, dạ cán ốp dài 14, được tán chốt 4 đinh đồng và có lỗ sọ dây. Ở đây thì nhà em có cắt vào làm cái móng này đấy ạ. Hôm nay em sale cả nhà nhá, sale còn 300.000 đồng một con như thế này ạ. Cái này mình sử dụng để chặt này. Dạ, ba chặt cho tất cả các bác nhé. Do là nhíp xe nên là cả nhà mình bảo quản, nhớ là bảo quản dầu thường xuyên cho em nhé. Đây, 300.000 đồng ở con dao số 1. Cái dao số 2 là cái dao bầu này. Cái này là cái dao bầu lọc ở nhà nhé. Đây, em sẽ để đây và đo kích thước. Em sẽ đo bằng cái cây thước này. Cái thước này cũng đã khá là cũ rồi, nhưng mà em tìm mãi không thấy cái thước bình thường, em vẫn đo. Cái này lưới dài vào khoảng, nếu mà đo từ bên dưới này lên cái phần mũi này thì sẽ dài vào gần 18 cả nhà nhé. Chỗ rộng nhất này thì vào, chỗ rộng nhất thì vào 5,5, còn gần cán này thì vào 5 cả nhà nhé. Cán này thì dài khoảng 14, được tán chốt 3 đinh đồng và có lỗ sọ dây, cán ốp phun tang này. Đã sống dày, sống dao này dày 6 ly. Cái này mình sử dụng để chặt được này, chặt nhẹ được cả nhà nhé, không chặt xương to xương ống chân giò được ạ. Dòng dao bầu thì không khuyến khích chặt, chỉ là chặt nhẹ và lọc thôi. Đã nhíp xe bản đen truyền thống này, nếu mà cả nhà mình không muốn bản đen thì cả nhà mình có thể đánh trồng dính này. Nhưng mà đối với bản đánh trồng dính thì nhìn đẹp lạ mắt, nhưng mà việc khâu bảo quản nó sẽ khó hơn cái bản đen như thế này. Bởi vì đánh trồng dính xong thì nhà em cũng có mài nhám đi qua, nên là cái phần lớp bảo vệ, lớp nhíp, lớp đen ấy ạ, nó phần nhíp đen này sẽ bảo vệ và kháng được rỉ ở nhà nhá. Nếu mà mình mài nó đi thì cảm giác thì nó sẽ yếu hơn, nên là sẽ dễ bị han thị hơn. Nếu đối với cái bản đen như thế này thì cả nhà mình vệ sinh nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Đã, 300.000 đồng một con, chặt nhẹ và lọc ạ. Đây, cán ốp phân tang đây, rất là chắc chắn này. Mẫu này là mẫu mới nhà em cả nhà nhá. Có một anh ở miền Nam có gửi mẫu cho em, xong rồi hôm qua em vừa mới hoàn thiện này, sáng nay thì em cũng tranh thủ quay làm mẫu. Nếu mà cả nhà mình ưng ý thì em sẽ làm cho cả nhà mình một con tương tự như này cả nhà nhé. Do là thành đầu câu nên là nếu mà cả nhà mình nhận được cái con hàng thì có thể là kích thước nó sẽ dài hơn một chút xíu này, hay là ngắn hơn một chút xíu, còn bề rộng nó cũng vậy cả nhà nhé. Do là thành đầu câu nên là kích thước luôn luôn có sự sai số một chút đối với cái con hàng mẫu ạ. Nhà em thì rèn bằng tay, căn thì là căn bằng mắt nhỉ. Ốp gỗ cẩm chỉ này, vân gỗ tự nhiên rất là đẹp, 300.000 đồng một con. Ở con dao thứ hai, con dao thứ ba là một cây dao, cái con này thì ban em cân thì có nặng vào khoảng 500 đến 550 gram. Cái con thứ ba này là cây dao bầu, bầu này mình cũng sử dụng để chặt lọc này, chặt nhẹ được cả nhà nhá. Em tính phần lưỡi này cả nhà nhá, lưỡi này dài khoảng 23, lưỡi dài vào 23, bản rộng vào, chỗ rộng nhất này vào gần 8 cm rồi cả nhà, hèn cái nhíp để chống dính cả hai mặt cả nhà nhé. Đây ạ, cán ốp tán chốt 3 đinh đồng, ở cuối cán thì nhà em có để hở ra phần tang cán này. Mấy cái con này thì hôm qua trong quá trình hèn thì em không tìm thấy cái con dấu, nên là mấy cái con hàng này thì em không có đóng dấu chữ tên ở của sườn về nhà em. Do là con bé vào chơi nên là không biết cái con bé cầm con dấu đi đâu, nên là mấy cái con hàng này thì em không có dấu để mà đóng, nên là sẽ không có chữ tên ở cả nhà nhé. Nhưng mà vẫn là dao nhà em rèn ạ, hôm qua em mới rèn, buổi tối hôm qua thì em vừa mới ốp cán đấy ạ. Mình cái này mình sử dụng để chặt lọc này. Cái này nặng cỡ 700 g, đồng giá 300.000 đồng ạ. Cái dao thứ ba là cây dao chặt gà chặt vịt, cái này thì đã rất là quen thuộc với tất cả các bác rồi, em cũng lên khá là nhiều đây ạ. Chặt gà chặt vịt, lưỡi dài 23, bản rộng 8,3, sống dày 3 ly,
một bên đánh chấm dí vào, một bên mài nhám và có khoan ba cái lỗ ở phần mũi này. Đây là bản mũi chéo của nhà nhé. Cán này thì dài 13, tá chốt 3 đinh đồng ạ. Đây, cán thì hôm qua em có làm kiểu dạ đốt trúc, dạ trúc này, để trong quá trình mình cầm chặt thì mình không sợ bị trơn tuột tay cả nhà nhé. Đây ạ. Cái này nặng cỡ 550g, giá 300.000 đồng ạ. 300.000 đồng một con ba xích như thế này. Cái này mình chặt nhẹ được, mình không chặt xương được cả nhà nhá. Mình chặt sườn được nhưng mà không chặt được xương to, xương ống, chân giò. Cái này thì mình có thể thái được. Dạ, thái thì thái khó hơn bởi vì cái này chuyên để chặt gà, chặt vịt mà. Nếu mà cả nhà mình muốn một con dao chuyên thái thì em sẽ đặt xong rồi em sẽ làm cái con dao đó mỏng hơn một chút nữa. Mỏng tầm cỡ 1,5 ly thì nó sẽ thái dễ dàng hơn. Dạ, thì đánh nhíp cả nhà nhá, trong quá trình bảo quản, trong quá trình sử dụng cả nhà mình nhớ là bảo quản dầu thường xuyên cho em nhé. Dạ, đồng giá 300.000 đồng một con bao ship ạ. Dạ, con dao số 1 thì hôm nay em để về cả giá sale, một con duy nhất cả nhà nhé. Còn lại thì từ con số 2, số 3, số 4 thì cả nhà mình đặt thì em sẽ hẹn cho tất cả các bác nhé. Dạ. Còn sau đây thì em xin dừng lại video của em tại đây nhé. Chúc cả nhà mình lựa chọn được một con hàng thật là ưng ý này, phù hợp với nhu cầu sử dụng của tất cả các bác. Cả nhà mình nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em nhé. Dạ, em chào tạm biệt cả nhà.